phương Tây đại bại trong mưu toan cô lập Nga tại hội nghị G20. Các bạn thân mến, sau hàng loạt những sóng gió tới từ phương Tây nhằm đánh hội đồng Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20, người Nga đã mỉm cười. Tờ báo Sputnik của Nga cho rằng, nếu chỉ dựa vào sức của Mỹ và các đồng minh thì không thể cô lập Moscow bởi tầm quan trọng mà họ mang lại cho thế giới. Cuối cùng, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã đưa ra đánh giá về kết quả thượng đỉnh G20 tại Indonesia. Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh G20 là một chiến thắng của lẽ phải. Nó đã vô hiệu hóa được sự hiếu chiến mù quáng của phương Tây và gần đạt đến thỏa hiệp rõ ràng. Trái với mong muốn của phương Tây, Nga là một phần quan trọng trong quá trình giải quyết những vấn đề toàn cầu và dĩ nhiên họ không thể bị cô lập. Từ ngày 15 đến 16 tháng 11 tại Bali, Indonesia đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Các quốc gia có nền kinh tế phát triển và đang phát triển nhanh nhất đều hội tụ tại đây. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh này, phương Tây và Mỹ kêu gọi cô lập Nga, nhưng thực tế là những gì diễn ra trên đảo Bali khiến họ xây sầm mặt mày. Phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov đứng đầu không bị ai cô lập, bất chấp những cố gắng của đối thủ. Ngoại trưởng Nga thì được tiếp đón long trọng, cầu thang xuống thang máy được trải thảm đỏ, đội danh dự cùng điệu múa dân tộc. Ngay cả việc tiếp đón Ngoại trưởng Nga cũng thể hiện rõ rằng chẳng có sự cô lập đoàn Nga nào cả. Không phải ai cũng được tiếp đón trang trọng như vậy. Ví dụ, Tổng thống Mỹ được đón tiếp theo tất cả các nghi lễ ngoại giao, nhưng xuống cầu thang máy bay cũ và không có trang trí nổi bật. Theo nghi lễ ở châu Á, điều này có ý nghĩa không hề nhỏ. Một yếu tố nữa không kém phần quan trọng và cũng là điều mà chúng tôi muốn nói ở đây. Đó là phái đoàn Nga tại sân bay Bali được tiếp đón với một bản đồ nước Nga đã cập nhật có các vùng Donbass, Zaporizhia và Kherson. Họ công nhận đây là các lãnh thổ của Liên bang Nga. Và điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế là gần như toàn bộ thế giới phương Tây đã lên án việc sáp nhập các lãnh thổ nói trên vào nước Nga rộng lớn. Tuy nhiên, theo hãng tin Sputnik, vẫn tồn tại những mưu đồ làm xấu hình ảnh của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga. Ngay sau khi ông Sergei Lavrov đến Bali, hãng thông tấn AP tiết lộ rằng ông đã phải nhập viện. Tin tức này được bộ máy thông tấn khổng lồ của phương Tây đưa tin rầm rộ. Thực tế đã chứng minh rằng truyền thông phương Tây muốn lợi dụng bất cứ khả năng nào có thể để đưa ra thông tin giả dối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là tin giả, đồng thời công bố video ông Lavrov ngồi trên sân thượng khách sạn chuẩn bị cho cuộc họp G20. Bất chấp mọi nỗ lực của giới tinh hoa và các cơ quan tuyên truyền phương Tây, họ đã thất bại trong việc làm cho Liên bang Nga trở thành một quốc gia bị tẩy chay, một nhân tố không được trông đợi tại các sự kiện quốc tế quan trọng. Theo hãng tin Bloomberg, căn phòng vẫn kín chỗ khi ông Lavrov phát biểu, không có tình trạng mọi người rời đi ồ ạt như trước đây khi các quan chức Nga lên tiếng. Việc này cho thấy các lãnh đạo thế giới dường như đang mệt mỏi với việc chỉ trích chiến dịch của Nga hiện đã bước sang tháng thứ 10. Hãng tin Al Jazeera cho biết, sau khi bế mạc hội nghị thượng đỉnh Tổng thống nước chủ nhà Indonesia là Joko Widodo đã nói rằng, các nhà lãnh đạo trên thế giới đều nhất trí về nội dung của tuyên bố, cụ thể là lên án cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, một số từ ngữ được sử dụng trong tuyên bố chỉ ra sự bất đồng giữa các thành viên về các vấn đề xung quanh cuộc chiến này. Điều này cho chúng ta thấy rằng họ lên án cuộc chiến ở Ukraine nhưng không có nghĩa là lên án Nga, và một sự thật không thể chối bỏ đó là vẫn có nhiều ý kiến bất đồng giữa các thành viên, tức là không phải nước nào cũng lên án Nga và sẽ tham gia vào liên minh toàn cầu chống lại Nga của phương Tây. Như vậy thì kế hoạch xây dựng liên minh chống Nga ở G20 đã hoàn toàn thất bại. Kết quả của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia là tuyên bố Bali đã được thông qua. Nhìn chung, cam kết của các nguyên thủ quốc gia thực hiện biện pháp thúc đẩy an ninh lương thực và năng lượng cũng như duy trì sự ổn định của thị trường đã được chỉ ra. Các quan điểm khác và các đánh giá khác nhau cũng được bày tỏ về tình hình Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga. Cụm từ này chỉ rõ ràng rằng không phải ai cũng lên án Liên bang Nga. Có thể nói, hội nghị thượng đỉnh G20 đã tuyên bố về sự đa cực. Moscow vẫn đang tích cực tham gia vào việc hình thành chương trình nghị sự toàn cầu. Họ thể hiện lợi ích, kế hoạch, cảm xúc và kỳ vọng của mình ở các diễn đàn quốc tế. Nga công khai tuyên bố quan điểm của mình và thẳng thắn chỉ ra sai lầm của những kẻ thích gây chiến với nước Nga. Chính Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phải thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc cô lập Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Về vấn đề Ukraine, ông ta đã phải công nhận là có những ý kiến khác nhau về vấn đề này.
có những quốc gia trong G20 từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Rồi Thủ tướng Đức còn nhấn mạnh rằng ông coi việc tiếp tục giữ liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin là rất quan trọng. Bên lề hội nghị thượng đỉnh, ông Sergey Lavrov đã tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc với đồng nghiệp các nước. Điều này cho thấy rõ nhu cầu đối thoại với Nga. Ngoại trưởng Nga đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Sputnik cho biết, điều đặc biệt quan trọng là trong các cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhấn mạnh những mưu toan cô lập Nga là không thể chấp nhận được, đồng thời lên án các chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Ngoài ra, ông Sergey Lavrov còn có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hội nghị thượng đỉnh G20, tại hội nghị cấp cao Đông Á thì tiến hành các cuộc gặp song phương với các ngoại trưởng Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. Những lời chỉ trích của phương Tây đối với Moscow và Bắc Kinh không được nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương hưởng ứng. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết, Indonesia có mối quan hệ lành mạnh với Nga, nước mà ông mô tả là một người bạn tốt. Ông cũng gọi Trung Quốc là đối tác thân thiết của mình. Đại sứ Nga tại Indonesia đã cho biết rằng không có sự cô lập nào hết. Một số nước phương Tây đã có mưu toan cô lập Nga, nhưng không ai ủng hộ những nỗ lực của họ và chúng trở nên vô ích. Thay vì bị xa lánh và thù địch, đoàn Nga được chào đón bằng sự thân mật và sẵn sàng hợp tác. Thay vì lên án, ta có thể quan sát thấy sự ủng hộ vẫn còn rụt rè nhưng ngày càng rõ đối với các hành động của Liên bang Nga. Trong quá khứ, Washington bằng sự đe dọa có thể đổi trắng thay đen, nhưng giờ đây đã khác, tình hình đang thay đổi. Bên G20, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc chuyển sang thanh toán quốc tế bằng các loại tiền tệ khác. Chúng ta lại nhớ tới lời của Tổng thống Nga Putin nói tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai về vấn đề này. Ông ấy nói rằng việc chuyển sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia sẽ tạo ra động lực tích cực. Chắc chắn là như vậy. Ông Putin còn nói thêm rằng những toan tính như thế cuối cùng sẽ chiếm được ưu thế. Như vậy thì chúng ta có thể thấy các quốc gia thanh toán cho hoạt động ngoại thương của mình bằng tiền tệ của chính họ sẽ đẩy vị thế các quốc gia đó lên cao, đồng thời hạ thấp vị thế quyền lực của đồng đô xuống. Không thể phủ nhận rằng ý tưởng của ông Putin đang thu hút sự ủng hộ của thế giới, đặc biệt là các quốc gia có nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Chính vì thế mà có những chính trị gia phương Tây, những người nhận thức về vấn đề Nga một cách lý trí và không bị ảnh hưởng bởi truyền thông đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về Nga. Chúng ta biết rằng, cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai đã chia cộng đồng quốc tế thành 3 phần khác nhau. Thứ nhất, những quốc gia phản đối chiến dịch quân sự của Nga, chẳng hạn như Mỹ và các đồng minh. Họ không trực tiếp đối đầu với Nga mà cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nền kinh tế của Nga. Thứ hai, các quốc gia ủng hộ lập trường của Nga như Belarus, Iran, Syria, Venezuela, Cuba và thậm chí là cả Trung Quốc. Cụ thể, trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông, Bắc Kinh đã công khai ủng hộ lập trường của Moscow về phản đối mở rộng NATO. Trong khi đó, Trung Quốc từ chối tham gia các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây, chọn hợp tác thương mại bình thường với Nga. Với khẩu hiệu tình hữu nghị không giới hạn, Bắc Kinh cũng đang giúp Moscow vượt qua các lệnh trừng phạt bằng cách mua dầu, khí đốt và lúa mì. Trung Quốc dường như theo đuổi đồng thời 3 mục tiêu. Quan hệ đối tác chiến lược với Nga, giảm thiểu thiệt hại của các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu EU và Mỹ đối với Nga, nhưng cũng kêu gọi đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp. Thứ ba là các quốc gia trung lập, có nghĩa là không đứng về phía bên này hay bên kia, chẳng hạn như Ấn Độ hay Pakistan. Có vẻ như Ấn Độ đang thực hiện chính sách cân bằng. Nước này tuyên bố sẽ duy trì quan điểm trung lập trong cuộc xung đột khi quan tâm đến quan hệ đối tác chiến lược với cả Moscow và Washington. Trong khi đó, 64% dân số còn lại sống ở các quốc gia trung lập bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Nga. Những quốc gia trung lập trong cuộc chiến chiếm 32% dân số toàn cầu, bao gồm các nước có dân số lớn như Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Phần còn lại ủng hộ bao gồm Trung Quốc và Iran. Trật tự thế giới mới sẽ phản ánh các giá trị và lợi ích của các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, thậm chí có thể là Nga, ở một mức độ ngang hàng với Hoa Kỳ. Sau Thế chiến thứ hai thì các quy tắc thế giới chỉ đáp ứng lợi ích của Mỹ, nhưng giờ đây tình hình đang thay đổi. Nhiều chuyên gia có ảnh hưởng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế đã cho rằng sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng thế cân bằng giữa các trung tâm quyền lực. Nhưng giờ đây, lợi ích của tất cả các nước sẽ đều được tính đến. Ngay cả NATO và Liên minh châu Âu cũng không thể đối phó với các cuộc khủng hoảng tài chính vào lúc này.
Nói một cách đơn giản thì thời kỳ hậu chiến tranh lạnh đơn cực tồn tại dưới quyền bá chủ của Mỹ giờ đây đang bắt đầu thay đổi. Đa cực đã hình thành và các cực đang chiến đấu để phá vỡ thế độc tôn của Hoa Kỳ, tức là sự chuyển đổi mô hình từ đơn cực sang đa cực đang diễn ra. Bất quá chỉ là Hoa Kỳ và phương Tây không muốn thừa nhận điều này mà thôi. Như vậy, trật tự thời hậu chiến được xây dựng dựa trên sự lãnh đạo của Mỹ trên bờ vực sụp đổ. Không thiếu dữ kiện để chỉ ra quan điểm này. Ví dụ, khi Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền vào tháng 4, 100 quốc gia đã bỏ phiếu trắng, phiếu chống hoặc là không bỏ phiếu so với 93 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ. Hành động của Nga và Trung Quốc đã làm lung lay trật tự thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ. Bình luận của tờ Nikkei Asia dự đoán, thế giới hiện tại sẽ không còn là đơn cực nữa mà là sự cạnh tranh để tranh giành ảnh hưởng của ba khối. Nhóm đầu tiên bao gồm các nước phương Tây và châu Á do Mỹ đứng đầu, bao gồm EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Anh và Canada. Nhóm thứ hai là Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên và cuối cùng là một liên minh lỏng lẻo của các nước trung lập bao gồm Ấn Độ, Nam Phi, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Khi cuộc đối đầu giữa khối phương Tây và Nga Trung gia tăng, các quốc gia trung lập dường như có cơ hội để mở rộng tầm ảnh hưởng của họ bằng cách theo đuổi tích cực hơn các chương trình nghị sự của riêng mình. Chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ấn Độ cũng tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga, đồng thời cũng hợp tác mạnh mẽ hơn với Nhật Bản và Mỹ. Các quốc gia trung lập này không có bất kỳ một liên minh an ninh nào trừ Thổ Nhĩ Kỳ ở trong NATO. Chính vì vậy, họ thường tránh các tuyên bố lớn về nguyên tắc, có xu hướng tập trung vào những lợi ích hẹp. Các cường quốc phương Tây, đặc biệt như Hoa Kỳ, cũng đang có những bước đi nhằm lôi kéo các nước trung lập đứng về phía mình để xây dựng lại vị trí vốn có. Tuy nhiên, để thành công, Mỹ cần phải xác định nhu cầu của mỗi quốc gia và kiên nhẫn xây dựng mối quan hệ dựa trên các lợi ích chung của họ. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!